Ok, hiện tại là mình đang lắp bơm tăng áp điện tử cho bình năng lượng mặt trời này ha, ở quận 7 Long Biên bên. Hiện tại thì khách hàng là có máy bơm, tại khách hàng có máy bơm Panasonic 200W rồi, xài cho nước lần. Dạ, nó đang cắt đây này. Trà bối nhá. Dạ, cảm ơn anh. 200W ha. Nhìn nó coi. Cái này nó nặng hơn kia nhiều nha. nắng, cái này nó là thép không gỉ hết á, còn của cái dòng này thì khác, nó là nhôm ngoài thôi. Thì vừa giờ anh không không có rảnh nên lại đi không rảnh để đi tìm cái mấy hôm rồi cái bị nước nó cứ dày nè, cái yếu chỉ yếu cần yếu là đúng này không? nè, không phải anh cái van nước nóng á, anh chỉ cần bật lên thôi là nó dội trào ngược lên cái nước dư qua bồn nước nóng. Trào ngược uống không cho lên. Đúng rồi, cái tức quá bữa giờ đâu có xài nước nóng được đâu, cái anh mới hỏi thợ bắt nước ở đây nè, bắt máy bơm này hồi hồi xây dựng á thì người ta cũng không rành cơ. Rồi hiểu. Thấy phải không, mà có sao người ta chưa làm cái này bao giờ cả. Hiện tại bây giờ anh chỉ cần anh mở qua mà cái bên kia là nó tràn đúng không? Chỉ cần mở cái van mà van van giống như nè, van mà anh khóa từng sàn nhà mở ra là nó tràn, bắt đầu cái thằng này nó bơm cạch cạch hoài tới bức cả người, mà anh khóa thì không sao, lạ vậy á, Nó thông nhau ở trong cái đường nó thông qua cái vòi sen hay là một hoặc là dạ. cái van đúng không. Đa số vì vậy không? Nhiều người cũng biết đó. Xong rồi anh nói cái này thôi không rành thì bắt đầu mấy hôm nay rối rối này, bảo thôi để đi lên mạng tìm hiểu coi, thì thấy cái số của ông Thần Phát mới gọi mới hỏi ông bảo vậy do có thể là do một thời gian mình xài cái thằng van nước chắc chắn nó sẽ không đều tràn qua. Con này lâu chưa? Con này xài từ Tết đến giờ. Sau sau Tết á em mới dọn về đây. Nào như gấp mấy lần giờ này nó của bạn. Không Anh có kê cái gì lên không? Cục gạch hả? Cái ghế đây rồi. Ghế luôn nè. Đây có này, đây này. Này được không? Là đây ghế bằng này, cái này. Cái này đi. Em không chắc rồi. Cái gì nhau. Lấy cái này đi. Lấy cái này đi. Cái đây cho có đủ. Đây. Cái nào? Em lót thêm mấy miếng băng cái lỗ. Cái kia lên giường luôn. Gạch này lên hả? Miếng gạch đấy, miếng gạch. Cái này cần gạch chỗ nào? Đó có miếng gạch lẻ đó. Đây hả? Lót lên cho sạch rồi. Hoặc là nguyên miếng kia cũng được, chẳng sao. Hai miếng vậy đi anh. Hoặc là thôi sợ nó len keng len keng. Len keng. Miếng kia đi. Miếng bự. Gạch thì bao la. Em cái máy còn hai cái máy khác nhau hoàn toàn. Thank you.
Rồi hiện tại là mình đã lắp được xong máy bơm áp rồi cho năng lượng mặt trời ha. Đây là bơm cho nước nóng, cái này là bơm nước lạnh. Bơm nước lạnh là của khách hàng sử dụng lâu rồi. Hiện tại là khách hàng kêu là nó nhấp nháp tẹt tẹt ồn quá, cho nên buổi tối là phải tắt. Tắt thì còn không ngủ không có được. Còn nếu riêng về chuyện về dòng điện tử này thì bên mình bao luôn ha. Chạy game ra không có nghe gì cả ha. Bây giờ mình sẽ test máy ha. Ủa, anh fit. Được anh cái này. Ok, máy bơm chuẩn bị chạy ha. Chưa, đang chưa có áp và nó chạy trước à, chạy đủ áp lắm mát. Máy đã chạy rồi nha. Quay là quay quạt thôi, nó hút gió thôi. Mình nghe tiếng gió em bịt lại em không nghe. Mình nghe tiếng gió, đổ gió thôi. Ẩn lưỡi lại quá. Anh xuống dưới á, anh xả bên đóng ra một xíu để em thử cái máy này nha. Rồi anh đóng lại lên, nước ngon nó ra mình nên khóa lại nha. Đây hiện tại là máy đã vận hành rồi ha. Êm, rất là êm. Không được ra sao chứ. Lô lô bên Panasonic. Đây là Panasonic à, hai con mà người nhìn khác nhau luôn ha. Nó cứ tật vậy. Nó khó chịu. Rồi, đầu nước bắt đầu xuống. Chào nè. Để chan chưa? Một lần máy Panasonic chạy, nó chuẩn bị tắt này. Ok, máy rất là êm. Rồi tình hình là không bị rò rỉ. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà thử nước ha. Không. Cất giờ cất đồ đi. Đi xuống tầng. Mình hơn bình thường hả? Mình hơn bình thường hả? Rồi. Anh trưởng. Không ngon lắm cái gì. Đây, bây giờ nó nóng rồi nè. À, nó mở nó nóng đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ để tỏa nó lên bát ra. Để ấm không? Đang sẵn ấm. Để phải đi làm. Làm đẹp quá. Ừ. Đủ, được rồi. Đừng có nghe chưa mà anh để như vậy là không bao giờ nó vẫn làm nè. Anh mở cái bọt sang ở trên này thôi. Hả? Mở cái bọt này thôi. Êm à, nóng mình. Anh đang mở nóng rồi lần. Nóng luôn. Nóng không ạ? Nóng xuống không? Nước nóng xuống không? Xuống rồi nè. Đây mà thử ra. Thêm cái áp nó mặn thêm tí rồi. Nếu mà cái vòi nước lạnh của nó nè, dòm cái nước lạnh của nó nè. Nè, anh này bằng vòi nước lạnh nha. Rồi. Cái vòi này trước mặt rồi. Đúng vậy. Ê. Dạ.
Hết vùng áp. Vùng áp đó. Ủa cái này là massage đó hả? Đúng rồi, hầu nó có cái này mà. À cái này. Cái này massage mạnh lắm rồi. Wow. Cái này thì thoải mái. Cái này massage. Massage cái này thì nó ok. Cái này thì yếu nó cũng chạy được. À đây này, có cái này. À. Anh bị cái máy kia nó bây giờ cái anh chỉnh vào nước nóng này. Nó yếu mình chút xíu thôi, nhưng mà vậy là được rồi. Và thằng này có vẻ nó ổn hơn này, nó chạy ổn hơn này. Nước cũng đều hơn đúng không? Còn của bên là này, nó mình cái yếu hả? Đúng rồi, nó giống như nó đủ áp nó ngắt. Đúng rồi. Thằng này chắc nó chỉnh sẵn rồi. Không, cái thằng kia do là hôm bữa anh mạnh cho nó mạnh hơn, cái là nó mình tăng cái ba áp nó lên. À. Cho nên nó bị dư. Anh lừa lên ra. Giờ phải mở cái nắp ra mà hôm bữa không mở được. À. Không cho lười máng Covid lên. Còn cái này của em là cái còn cái kia này. Nó dư áp cho nên nó nhấp, nhấp mở là do nó dư áp. À, hiểu. Đúng không? Nó dư áp thì nó phải nhấp. Đúng rồi. Còn cái của em bây giờ nó ok, đó là nó đều rồi. Nó đều luôn này. Đúng rồi. Đấy, đều này. Thấy không? Cái nước nóng này. Bây giờ vặn xuống. Cái này lạnh. Ngay lần thấy mình máy cài là biết lần rồi. Cái banana nó chảy mà rung hết cái nhà ống đó kia rồi. Ừ. Rung vậy một thời gian đầu mấy cái đồ rang tới bồn nó chảy xì. Nếu vậy thì phải chỉnh áp lại này, để phải có tụ bít mà ra chỉnh. Chở nhẹ bớt lắm. Lâu này là mình là được rồi đúng không? Dưới gì ok rồi. Có tụ bít thì nên phải hôm bữa vô tụ bít ngắn thì không ra. Cương có cái tụ bít điện không? Điện để chỉnh cái app.